Mặc dù là hiện tại, Momo đang hỗ trợ liên kết với khoảng 40 ngân hàng tại Việt Nam, tuy nhiên thì không phải liên kết với ngân hàng nào cũng sẽ nhận được phần quà kể trên nhé, mà chỉ khoảng một nửa ngân hàng trong số đó chúng ta sử dụng để liên kết thì mới được nhận quà. Hello chào các bạn nhé, rất vui khi các bạn quay trở lại kênh Sơn Gym. Thì có thể nhiều bạn cũng đã biết được rằng là đã khoảng 1 năm nay rồi, Momo vẫn đang chạy chương trình giới thiệu và tặng thưởng cho người dùng mới. Khi hoàn thành đủ 5 bước sau, chúng ta sẽ được nhận ngay gói thẻ quà tặng tổng giá trị 500.000 đồng. Bước 1, tải ứng dụng Momo. Bước 2, mở ứng dụng và đăng ký tài khoản. Bước 3, vào mục ưu đãi rồi nhập mã khuyến mại là 0968 755 839. Bước 4, liên kết tài khoản ngân hàng. Bước 5, nạp ít nhất 10.000 đồng vào Momo từ tài khoản ngân hàng đã liên kết. Sau khi hoàn thành đủ 5 bước trên, chúng ta sẽ được nhận ngay gói thẻ quà tặng tổng giá trị 500.000 đồng. Tùy vào từng tháng có thể nhiều hơn hoặc là ít hơn một chút. Các bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết hơn qua video cách kiếm tiền từ Momo mà mình đã đăng tải trước đó nhé. Mình sẽ để lại đường link của video đó dưới phần mô tả của video này. Nếu sử dụng điện thoại thì các bạn chỉ cần nhấn vào tiêu đề là sẽ hiện ra nội dung mô tả. Tuy nhiên, các bạn cần hết sức lưu ý ở bước 4, liên kết tài khoản ngân hàng. Mặc dù là hiện tại, Momo đang hỗ trợ liên kết với khoảng 40 ngân hàng tại Việt Nam. Tuy nhiên thì không phải liên kết với ngân hàng nào cũng sẽ nhận được phần quà kể trên nhé. Mà chỉ khoảng một nửa ngân hàng trong số đó chúng ta sử dụng để liên kết thì mới được nhận quà. Chính vì vậy cho nên là trong video này mình sẽ cho các bạn biết liên kết với những ngân hàng nào thì sẽ được nhận quà. Và các bạn cần lưu ý rằng là trong nội dung video chỉ là thông tin hiện tại thôi. Momo hoàn toàn có thể thay đổi, bổ sung hoặc là bất đi ngân hàng nào đó bất kỳ lúc nào. Vì vậy mọi thông tin cập nhật mình sẽ để lại ở phần mô tả ở phía dưới video nhé. Các bạn chú ý theo dõi mô tả để mà có được những thông tin mới nhất nhé. Bởi vì là trong nội dung video sau khi mình đã đăng sẽ không thể chỉnh sửa. Mọi chỉnh sửa mình chỉ có thể chỉnh sửa ở phần mô tả video, thông báo phần mô tả video. Vì vậy cho nên là các bạn hãy thường xuyên theo dõi mô tả video để mà có được thông tin mới nhất, chính xác nhất nhá. Nếu mà các bạn sử dụng điện thoại để mà xem video không thấy mô tả thì các bạn chỉ cần bấm vào tiêu đề là nội dung mô tả sẽ được mở ra. Rồi, các ngân hàng liên kết với Momo được nhận thưởng 500.000 đồng. Hiện tại gồm các ngân hàng như sau: Vietcombank, Agribank, BIDV, ACB, Sacombank, SCB, VPBank, Eximbank, TPBank, Bảo Việt, VGB, OCB, ABBank, Oceanbank, PVcombank, SHB, Bắc Á, Nam Á, HDBank. Đó, trong thời điểm hiện tại, thời điểm mà mình làm video này thì Momo chỉ tặng quà khi mà chúng ta liên kết với một trong 19 ngân hàng này thôi. Còn tất cả các ngân hàng khác dù có hỗ trợ liên kết nhưng mà sẽ không được nhận quà. Đó là như vậy. Cho nên là các bạn cần chú ý nhé. Và như mình cũng đã nói ở trên, Momo có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, có thể là bổ sung thêm ngân hàng khác hoặc là bất đi bất kỳ ngân hàng nào, cho nên là mọi thông tin cập nhật mình sẽ để lại mô tả video nhé, chú ý theo dõi mô tả. Và một điều các bạn cũng hết sức lưu ý đó chính là Momo cũng hỗ trợ chúng ta liên kết với ngân hàng thanh toán quốc tế, ví dụ như là thẻ Visa, thẻ Mastercard hay là thẻ JCB. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta liên kết với những thẻ này thì chỉ liên kết một chiều để mà nạp tiền thôi nhé. Không thể làm gì khác, không thể rút tiền, cũng không được nhận quà đâu nhé. Để mà liên kết thật sự có thể nạp tiền, rút tiền và được nhận quà thì các bạn sẽ cần phải liên kết với ngân hàng thanh toán nội địa ở phía dưới này của những ngân hàng mà Momo hỗ trợ tặng thưởng nhé. Đó, ở đây thì có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ liên kết, tuy nhiên thì chỉ có một nửa trong số đó là được nhận quà thôi. Các bạn cần lưu ý là như vậy. Còn cách liên kết thế nào thì mình sẽ hướng dẫn qua. Trước khi liên kết các bạn cần phải nhập mã ưu đãi, nhập mã khuyến mại thì các bạn mới nhận được phần quà 500.000 đồng kia nhé. Nếu mà bạn nào quên không nhập, sau khi liên kết các bạn sẽ không thể nhập nữa đâu, cho nên các bạn cần phải chú ý. Để mà nhập mã thì các bạn vào mục ưu đãi ở phía dưới màn hình này. Rồi nhập vào đây. Các bạn hãy nhập chính xác mã này vào 0968755839. Đó, nhập chính xác mã này vào. Mình xin nhắc lại mã là 0968755839. Rồi các bạn nhấn vào xác nhận. Sau khi các bạn đã nhập mã thành công, để mà liên kết ngân hàng thì các bạn vào mục nạp tiền, sau đó chọn ngân hàng để mà liên kết. Hoặc không như vậy thì các bạn vào mục ví của tôi. Rồi các bạn tìm đến phần liên kết tài khoản. Đó, tại đây các bạn chọn các ngân hàng thanh toán nội địa ở đây. Muốn liên kết với ngân hàng nào thì các bạn chọn nhé. Ví dụ các bạn muốn liên kết với Vietcombank chẳng hạn thì chọn vào Vietcombank. Sau đó là làm theo yêu cầu thôi. Mỗi ngân hàng sẽ có cách liên kết khác nhau một chút. Tuy nhiên thì các bạn cứ làm theo yêu cầu thôi. Thế hệ thống yêu cầu chúng ta điền gì thì chúng ta điền theo những yêu cầu. Và các bạn chú ý động về điều kiện liên kết nhé. Để mà liên kết thì cần phải thỏa mãn những điều kiện mà hệ thống có ghi sẵn ở đây. Các bạn cần phải đọc kỹ nhé.
thỏa mãn thì mới có thể liên kết được nhé. Nếu mà không biết cách liên kết thì các bạn có thể bấm vào dấu hỏi chấm ở góc màn hình này để mà vào xem hướng dẫn liên kết ngân hàng Vietcombank đây. Đó, hệ thống sẽ hướng dẫn chúng ta từng bước liên kết, các bạn vuốt như thế này để mà xem hướng dẫn, rất là đơn giản thôi. Ví dụ liên kết với Vietcombank là hệ thống yêu cầu chúng ta nhập số tài khoản thì chúng ta nhập vào, rồi nhấn vào tiếp tục, nhập mã OTP gửi về số điện thoại, tiếp tục. Đó, đã liên kết thành công. Sau khi đã liên kết thành công, các bạn hãy nạp tiền vào ví nhé. Các bạn bấm vào đây, hoặc là ở trang chủ thì các bạn vào nạp tiền. Đó, sau đó các bạn nhập số tiền muốn nạp vào đây để mà tiến hành nạp thôi. Sau khi đã nạp tiền thành công, nạp ít nhất 1.000 đồng nhé. Sau khi đã nạp thành công, các bạn sẽ được nhận ngay gói thẻ quà tặng tổng trị giá là 500.000 đồng. Có những đợt có thể lên đến 600.000, 700.000, hoặc là có những đợt có thể ít hơn, 300, 400 thôi chẳng hạn. Các bạn vào mục ví của tôi, sau đó vào thẻ quà tặng để mà kiểm tra phần quà mà các bạn đã nhận được nhé. Xem là các bạn nhận được những phần quà loại nào, thanh toán những dịch vụ gì thì các bạn xem tại đây. Ví dụ tặng 100.000 đồng thanh toán tất cả dịch vụ trên Momo thì có thể thanh toán mọi thứ. Tặng 100.000 đồng thanh toán Tiki Lazada thì chúng ta sử dụng để mà mua hàng trên Tiki Lazada. Đó, có rất nhiều loại thẻ quà tặng các bạn sẽ được nhận. Như vậy thôi. Thực ra thì trước kia chúng ta liên kết với bất kỳ ngân hàng nào cũng sẽ được nhận thưởng. Tuy nhiên thì về sau, hầu như là các ngân hàng hỗ trợ chúng ta mở tài khoản online và có thể liên kết được ngay. Từ đó là nhiều người lợi dụng điều này để mà mở các tài khoản ảo nhằm mục đích là lấy quà của Momo. Do đó là Momo đã chặn nhiều ngân hàng. Chỉ có các ngân hàng mà không thể mở tài khoản online, hoặc là có thể mở nhưng cần phải ra quê để mà làm thêm thủ tục nâng cấp tài khoản, định danh tài khoản, sau đó mới có thể liên kết, thì những ngân hàng này Momo mới cho quà khi mà chúng ta liên kết. Đó, kiểu vậy. À, nếu bạn nào có nhu cầu mua tài khoản số đẹp MBBank thì có thể liên hệ bên mình nhé. Các bạn sẽ được mua với giá rẻ hơn đến 95%, thậm chí là hơn thế nữa so với giá mà các bạn mua trực tiếp trên ứng dụng. Tùy từng số mà có thể giảm nhiều hơn hoặc là ít hơn. Cách mua thế nào thì rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần vào ứng dụng tìm số ưng ý nhất, vào tiện ích, chọn tài khoản số đẹp Việt Nam Đồng, tiếp tục. Rồi các bạn nhập dãy số mong muốn vào đây, tức là đuôi của số tài khoản mà các bạn mong muốn nhé, 5 con 9 chẳng hạn, tiếp tục để mà tìm kiếm. Đây các bạn nhé, giá rất là cao. Khi các bạn tự mua trực tiếp trên ứng dụng thì sẽ phải mua với giá này, rất là cao. Còn khi mà các bạn mua qua bên mình sẽ được giảm giá rất là nhiều. Ví dụ những số này chỉ còn khoảng vài trăm nghìn thôi. Giảm giá như thế nào thì các bạn sẽ thanh toán cho bên mình, và bên mình sẽ set up số đó về giá 0 đồng hoặc là một mức giá rất thấp nào đó trên ứng dụng. Sau đó là các bạn vào ứng dụng mua như bình thường với giá rất là thấp. Đây, ví dụ số này đây, bên mình đã cài được một số cho tài khoản của mình đây. Bình thường thì sẽ là 40 triệu nhé, nhưng mà số này là đã cài cho mình rồi thì giá chỉ còn là 0 đồng đối với tài khoản của mình. Đó, đây các bạn nhé, 0 đồng đấy nhé. Các bạn mà vào tìm thì vẫn sẽ là 40 triệu thôi. Lúc này mình sẽ tiến hành vào mua với giá là 0 đồng thôi. Thì để mua thì nhấn tiếp tục thôi. Tiếp tục, tích vào hai mục này, rồi nhấn vào tiếp tục. Tiếp tục nhập mã PIN Digital OTP. Nhập xong các bạn nhấn vào lấy mã OTP. Nhập mã OTP. Tiếp tục. Đó, thế là xong, rất là đơn giản. Tức là đã mua số thành công các bạn nhé.